áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học môn toán lớp 2, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Trong chủ đề 4, phép nhân, phép chia, cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu bài bảng nhân 2. Hôm nay, chúng ta sẽ học tiết 1 của bài bảng nhân 2. Cô mời các con hãy mở sách giáo khoa trang số 14 để chúng ta bắt đầu tiết học ngày hôm nay nhé. Sau khi học xong bài bảng nhân 2, các con sẽ thành lập và học thuộc được bảng nhân 2. Con biết vận dụng bảng nhân 2 và tính nhẩm. Cô và các con hãy cùng nhau vào phần 1 khám phá nhé. Cô có phép nhân 2 nhân 4 bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ sử dụng cách tính tổng các số hạng bằng nhau để tính kết quả của phép nhân này các con nhé. 2 nhân 4, cô thấy 2 được lấy 4 lần, vậy nên ta có phép cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 và được kết quả bằng 8. Vậy 2 nhân 4 bằng 8. Chúng ta hãy cùng tính các tích trong bảng nhân 2 các con nhé. Các con hãy quan sát hình ảnh của cô ở trên màn hình. Hình ảnh đầu tiên, cô có 2 khối lập phương. Vậy thì hình ảnh 2 khối lập phương được lặp lại 1 lần. Tiếp theo, cô có hình ảnh 2 khối lập phương nhưng được lặp lại 2 lần. Và hình ảnh cuối cùng, 2 khối lập phương của cô được lặp lại 3 lần. Và cô có các phép nhân 2 nhân 1, 2 nhân 2 và 2 nhân 3. Các con có thể đếm hoặc dùng cách tính tổng các số hạng bằng nhau để tìm kết quả các phép nhân của cô nhé. Đầu tiên, với phép nhân 2 nhân 1, nếu sử dụng cách đếm, cô sẽ đếm các khối lập phương 1, 2 và cô được kết quả bằng 2. Nếu tính tổng các số hạng bằng nhau, cô sẽ có phép cộng. Là gì các con nhỉ? Đúng rồi, ở đây 2 khối lập phương của cô chỉ được lặp lại 1 lần, vậy nên cô biết luôn kết quả là 2. Và cô có kết quả của phép nhân 2 nhân 1 bằng 2. Phép nhân tiếp theo, 2 nhân 2, còn ra kết quả bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 4 phải không nào các con? Và cuối cùng là phép nhân 2 nhân 3, cô được kết quả bằng 6. Vậy thì nếu ta lập một bảng nhân và học thuộc thì sẽ biết ngay được kết quả mà không cần đếm, cũng không cần tính tổng phải không nào các con? Vậy thì bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau thành lập bảng nhân nhé! Để tiếp tục với bảng nhân 2, cô có phép nhân 2 nhân 4 và kết quả bằng bao nhiêu các con nhỉ? Một bạn đưa ra ý kiến rằng mình đếm. Một bạn khác lại đưa ra ý kiến rằng mình cộng. Vậy chúng ta xem các bạn làm như thế nào nhé. Với phép nhân 2 nhân 4, cô thấy 2 được lấy 4 lần. Vậy nên cô sẽ viết được thành phép cộng tổng các số hạng bằng nhau là 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 và cô được kết quả bằng 8. Vậy thì kết quả của phép nhân 2 nhân 4 sẽ bằng 8. Tương tự như vậy, cô sẽ viết được bảng nhân 2. Các con hãy cùng đọc bảng nhân 2 với cô nhé. 2 nhân 1 bằng 2. 2 nhân 2 bằng 4. 2 nhân 3 bằng 6, 2 nhân 4 bằng 8,
2 x 5 bằng 10. 2 x 6 bằng 12. 2 x 7 bằng 14. 2 x 8 bằng 16. 2 x 9 bằng 18. Và 2 x 10 bằng 20. Còn hãy quan sát lại bảng nhân 2 của cô và hãy trả lời câu hỏi thừa số thứ nhất có gì đặc biệt? Đúng rồi đấy các con ạ. Những thừa số thứ nhất của cô đều là 2. Vậy thừa số thứ 2 thì sao các con nhỉ? Rất chính xác. Thừa số thứ 2 của cô là các số lần lượt từ 1 đến 10. Vậy còn tích của bảng nhân 2 thì sao? Tích của bảng nhân 2 chính là các số đếm thêm 2 từ 2 đến 20 đấy các con ạ. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau học thuộc bảng nhân 2 nhé. Cô sẽ che bớt một số tích. Nhiệm vụ của chúng mình sẽ ghi nhớ và đọc thuộc lại bảng nhân 2. 2 x 1 bằng bao nhiêu các con nhỉ? 2 x 1 bằng 2. 2 x 2 bằng 4. 2 x 3 bằng... Chính xác bằng 6. 2 x 4 bằng 8. 2 x 5 bằng 10. 2 x 6 bằng 12. Đúng rồi các con ạ. 2 x 7 bằng 14. 2 x 8 bằng 16. Còn 2 x 9 bằng... 18, đúng rồi. 2 x 10 bằng 20. Các con giỏi lắm. Và cô sẽ tiếp tục che bớt một số thừa số. Chúng mình lại cùng nhau đọc thuộc bảng nhân 2 nào. 2 x 1 bằng 2. 2 x 2 bằng 4. Tiếp theo chúng ta sẽ có 2 x 3 bằng 6, chính xác. 2 x 4 bằng 8. 2 x 5 bằng 10. 2 x 6 bằng 12. 2 x 7 bằng 14. 2 x 8 bằng 16. 2 x 9 bằng 18. Và 2 x với 10 bằng 20. Các con giỏi lắm. Và bây giờ cô sẽ che hết những tích của bảng nhân 2. Chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ và đọc thuộc lại bảng nhân 2 nào. 2 x 1 bằng 2. 2 x 2 bằng 4. 2 x 3 bằng 6. 2 x 4 bằng 8. 2 x 5 bằng 10. 2 nhân 6 bằng 12. 2 nhân 7 bằng 14. 2 nhân 8 bằng 16. 2 nhân 9 bằng 18. 2 nhân 10 bằng 20. Các con giỏi lắm. Vậy là chúng ta đã đọc thuộc được bảng nhân 2 rồi đấy các con ạ. Cô mời các con cùng sang phần 2 thực hành để chúng ta vận dụng kiến thức làm một số bài tập nhé. Bài thực hành số 1, số. Bài tập thực hành số 1 cho chúng ta một dãy số 2, 4, 6, chấm hỏi, chấm hỏi, 12, chấm hỏi, 18, 20. Các con thấy điều gì đặc biệt trong dãy số này nhỉ? Đúng rồi đấy, dãy số này chính là các tích trong bảng nhân 2. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ điền những tích còn thiếu vào những dấu chấm hỏi. Các con hãy cùng điền với cô nào. 2, 4, 6, tiếp theo sẽ là 8. Sau tích số 8 sẽ là 10, 12,
Tiếp theo đó sẽ là 14. Và cuối cùng sẽ là 16, 18 và 20. Đúng rồi đấy các con ạ. Bài tập số 1 của cô rất là đơn giản đúng không nào? Chúng ta hãy quan sát 3 phép nhân trên bảng của cô. Cô có 2 x 1 bằng 2, 2 x 5 bằng 10, 2 x 10 bằng 20. Dựa vào 3 tích trên, chúng ta có thể tìm được kết quả các tích khác nếu mà con chưa thuộc hết bảng nhân 2 đấy. Các con hãy quan sát ví dụ của cô. Cô có tích 2 x 7 bằng bao nhiêu nhỉ? Dựa vào tích 2 x 5 bằng 10, cô sẽ tìm được kết quả của tích 2 x 7 đấy các con ạ. 2 x 5 bằng 10. Cô sẽ lấy 10 cộng thêm 2 và cộng thêm 2 để được số 7. Và kết quả của cô sẽ là 14. Vậy thì phép nhân 2 x 7 của cô sẽ được tích là 14. Chúng ta hãy cùng làm thêm một ví dụ nữa các con nhé. Cô có phép nhân 2 x 8 bằng bao nhiêu? Cô sẽ dựa vào tích 2 x 10 bằng 20. Cô sẽ lấy 20 trừ đi 2 trừ đi 2 để được số 8. Và cô được kết quả bằng 16. Vậy thì tích của phép nhân 2 x 8 sẽ bằng 16. Cô mời các con cùng sang bài thực hành số 2, đố bạn các phép tính trong bảng. Chúng ta có thể thực hành với các bạn ở trên lớp hoặc thực hành với bố mẹ, ông bà, anh chị của chúng ta các con nhé. Bây giờ, cô và các con hãy cùng nhau thực hành trước. Cô đố các con biết 2 x 8 bằng bao nhiêu? Đúng rồi, có bạn nói rằng 2 x 8 bằng 16. Bởi vì bạn đã học thuộc được bảng nhân 2 của cô rồi đấy. Còn những bạn chưa thuộc bảng nhân 2 sẽ có cách tính khác là dựa vào tích 2 x 5. Tích 2 x 5 của cô có kết quả bằng bao nhiêu các con nhỉ? 2 x 5 của cô bằng 10. Và cô sẽ cộng thêm 3 số 2 nữa để được số 8. Cô sẽ có 10 cộng 2 cộng 2 cộng 2 và cô cũng được kết quả bằng 16. Có bạn khác lại muốn dựa vào tích 2 x 10 để tính được phép tính 2 x 8 của cô. Bạn sẽ lấy số 20 trừ đi 2 và trừ tiếp đi 2 để được số 8 đấy các con ạ. Và bạn cũng ra kết quả bằng 16. Vậy là trong bài học hôm nay, cô và các con đã cùng nhau thành lập và học thuộc được bảng nhân 2. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chúc các con chăm ngoan, học tốt và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau nhé. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học môn toán lớp 2, bộ sách Trần Trời Sáng Tạo. Trong chủ đề 4, phép nhân, phép chia, cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu tiết 2 của bài bảng nhân 2 nhé. Cô mời các con hãy mở sách giáo khoa trang số 15 để chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay nào. Chúng ta hãy cùng đến với phần 3, luyện tập. Bài tập thứ nhất, số. Bài tập này yêu cầu chúng ta hãy điền những số thích hợp vào những dấu chấm hỏi đấy các con ạ. Cô mời các con hãy quan sát những dãy số ở bên cột phía tay trái. 2, 4, chấm hỏi, chấm hỏi, 10, 6, 8, chấm hỏi, chấm hỏi, 14, 10, 12, chấm hỏi, 18.
Các con có nhận thấy điều gì đặc biệt ở những dãy số này không nhỉ? Đúng rồi đấy các con ạ, dãy số này chính là các tích có trong bảng nhân 2 theo thứ tự từ bé đến lớn đấy. Và để điền được vào những dấu chấm hỏi, chúng ta chỉ cần cộng thêm 2 vào những số đằng trước. Cô và các con hãy cùng thực hiện bài tập này nhé. 2, 4, tiếp theo chúng ta sẽ điền số mấy các con nhỉ? Đúng rồi, số 6 đúng không nào? Tiếp theo sẽ là số 8, 10, dãy số thứ hai nào? 6, 8, 10, rất chính xác. 12 và 14, dãy số cuối cùng thì sao nhỉ? 10, 12, 14, rất thông minh. 16 và 18. Vậy là chúng ta đã điền được hết những dãy số bên phía tay trái rồi đấy. Cô mời các con hãy quan sát những dãy số bên phía tay phải nào. 20, 18, chấm hỏi, 14, chấm hỏi, 16, 14, chấm hỏi, 10, chấm hỏi, 10, chấm hỏi, chấm hỏi, 4, 2. Những dãy số này có điều gì đặc biệt các con nhỉ? Rất chính xác, những dãy số này chính là tích có trong bảng nhân 2 xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. Vậy thì để tìm được những số điền vào dấu chấm hỏi, các con chỉ cần lấy số đằng trước trừ đi 2. Cô và các con hãy cùng thực hiện bài tập này nhé. 20, 18, số tiếp theo sẽ liền là số gì các con nhỉ? Rất chính xác là số 16 đúng không nào? 14 và sẽ đến với số 12, rất chính xác. 16, 14, 12 đúng không nào các con? 10 và số 8. 10, sau số 10 sẽ là số bao nhiêu nhỉ? Số 8 đúng không nào các con? 6, 4 và 2. Rất là chính xác. Vậy là cô và các con đã cùng nhau thực hiện bài số 1 rồi đấy. Bây giờ cô cho chúng ta hãy cùng đến với bài tập số 2, tính nhẩm. Chúng ta hãy cùng nhớ lại bảng nhân 2 để thực hiện các phép tính có trong bài tập số 2 nhé. 2 nhân 1 bằng bao nhiêu các con nhỉ? Rất đúng, 2 nhân 1 bằng 2. 2 nhân 2 bằng 4 đúng không nào? 2 nhân 3 bằng 6, rất chính xác. Vậy 2 nhân 5 bằng bao nhiêu các con nhỉ? 2 nhân 5 bằng 10. 2 nhân 6 bằng 12, rất chính xác. 2 nhân 4 bằng 8 đúng không nào? 2 nhân 10 thì bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 20 đúng không nào? 2 nhân 9 bằng 18. Và cuối cùng 2 nhân 8 bằng 16, rất chính xác. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 2 rồi đấy các con ạ. Cô mời chúng ta hãy cùng sang bài tập số 3, số. Các con hãy điền những số thích hợp vào dấu chấm hỏi nhé. Bài tập này yêu cầu chúng ta tìm thừa số thứ 2 trong bảng nhân 2 đấy các con ạ. Các con hãy quan sát phép nhân đầu tiên. 2 nhân mấy thì bằng 4 nhỉ? Rất là đúng, 2 nhân 2 bằng 4. Vậy thì 2 nhân mấy bằng 14 nhỉ? 2 nhân 7 đúng không nào các con? 2 nhân mấy thì chúng ta được 6 nhỉ? Rất chính xác, 2 nhân 3 đúng không nào? Và 2 nhân với 8 bằng 16. 2 nhân mấy bằng 8 các con nhỉ? Rất đúng, 2 nhân 4 bằng 8 phải không nào?
2 nhân mấy thì được 18 các con nhỉ? 2 nhân 9 đúng không nào? Các con rất là thông minh. Chúng ta hãy cùng đến với phần 4, vui học. Con hãy quan sát bức tranh sau và điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi. 10 con vịt có bao nhiêu cái cánh? Chúng ta hãy cùng xem có bao nhiêu con vịt trong bức tranh của cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có 10 con vịt trong bức tranh của cô. Để tìm được số cánh của 10 con vịt, các con hãy trả lời cho cô biết mỗi con vịt có bao nhiêu cái cánh nhỉ? Rất chính xác, mỗi con vịt của cô có 2 cái cánh. Vậy thì 2 cái cánh sẽ được lặp lại 10 lần phải không nào các con? Vậy thì chúng ta có thể viết được phép nhân là gì nhỉ? Đúng rồi, con sẽ viết được phép nhân 2 nhân 10 và được kết quả bằng 20 đúng không nào? Vậy thì 10 con vịt của cô sẽ có 20 cái cánh đúng không nào các con? Vậy là chúng ta đã kết thúc tiết học ngày hôm nay rồi. Chúc các con chăm ngoan, học tốt và hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo nhé. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.